Sài Gòn đi qua Sài rất là đơn giản nha. Đây thì dưới quê lên thì mình cứ đi theo cái đường cao tốc. Cao tốc xong rồi hoặc là đi quốc lộ 1A. Xong rồi quẹo Nguyễn Linh. Nguyễn Linh chạy miết, chạy miết Nguyễn luôn, chạy qua quốc lộ 50 luôn. Mình đi dưới quê lên nè. Hiện tại là giờ đi đường đó chứ 11 mà có cao tốc thì ngay chỗ vừa hót cái cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh Trung Lương á thì vô luôn cao tốc là Bến Lức Long Thành luôn, là xuống ngay cái trạm ngay chỗ có cái điểm xuống ngay quận 7 á, mình xuống cái là ra ngay Phạm Hữu Lầu cái mình quẹo qua Hàng Quốc Việt, xong qua Đầu Xí cái là tới á. Còn bây giờ là mình phải đi Nguyễn Linh nè, đi Nguyễn Linh đi hoài luôn, đi gặp cái ngã tư bự đầu tiên là ngay cái ngã ngay chợ Bình Điền nè, nó đi Nguyễn Linh vô là tới chợ Bình Điền nè, xong từ chợ Bình Điền mới đi tới nữa là quốc lộ 50 nè, rồi xong quốc lộ 50 này đang đi nè, vừa qua quốc lộ 50 đó tới cầu Trắng nè, hồi tới cầu Đỏ nè, đó. Hồi tới Phạm Hùng nữa, chung là qua nhiều ngã tư đó. Hồi mình quay cho mọi người coi mấy cái ngã tư. Sau đó thì bắt đầu mới đi tiếp nữa thì tới Trung Sơn xong rồi tới Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ thì mới tới Nguyễn Lương Bằng ngày triển lãm, rồi tới Nguyễn Hy Thập là đi dễ nhất á, tới Nguyễn Hy Thập vào phải vô là đi dễ nhất. Chúng tới đó thì có nhiều đường rẽ. Tại Phạm Hùng rồi nè. Buổi chiều nhiều xe nên có thấy cái ngã tư thôi. Ngã tư Phạm Hùng rồi. Rồi cứ đi tiếp tục thôi. Đây điểm mới mình quay tiếp cho mọi người nha. Tới cái giờ trạm thu phí luôn nha. Đây. Sau khi mà qua ngay chỗ cái cầu Đỏ ngay Trung Sơn á, ta sẽ vô cái trạm thu phí luôn. Thu phí này xe dưới 1 tấn thì miễn phí. Xe đi thoải mái. Để chạy trong ra ngoài ta. Chuẩn bị chạy đâu luôn. Ôi sao cạn ghê dữ vậy. Trong luôn hả? Chiều kẹt xe thì chúng ta đi làm trong của ô tô thì đi làm trong thôi. Xe Mercedes cái tên. Xe máy chạy vô làng. Buổi chiều thì đi nó hơi bị kẹt xe tí. Ngay chỗ cái đường mình hay quay cho mọi người nè. Cái hầm hầm á, hầm cầu vượt qua hầm vượt Nguyễn Linh. Đây Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Nhân Linh đúng rồi. Ok, đi thẳng tiếp tục. Xe container. Xe container á. Bây giờ đèn lên luôn. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi làng phía trong ha. Ở phía trong này thì vẫn có một làng ô tô đi được. Thường mình hay chạy cái làng này nè, làng giữa. Wow.
Hưng nè Tiên. Chạy trong đây dễ nhìn hơn nè. Hưng về đêm nè. Tiếp tục nha. Đó, phụ sức cẩn thận Phú Mỹ Hưng. Đi về hướng đó ha. Rồi, tôi sẽ đi ấy. Mình sẽ đi đường trong luôn cho mọi người dễ hình dung ha. Đường trong luôn đi. Dễ hình dung nè. Tại vì đi ngoài không có khó hình dung lắm. Xe máy nhiều khi đi 100 nó khó hình dung hơn. Rồi. Hồi xưa ngay đây là siêu thị mà giờ thành cái cũng siêu thị nhỏ ha, xưa là cấp mắt. Ơi. Kìa kìa có ấy nữa cả. Starbucks đó. Hồi xưa là hồi mà nhà mình hay đi siêu thị đây nè. Mà siêu thị đó bị xuống cấp mắt ngay Quỳnh Tấn Phát ngay gần nhà mình luôn nè. À, đi Nguyễn Linh nè, phố ngân hàng rồi các kiểu nè. Mà chúng ta đi trong sẽ dễ nhìn thấy những cái dãy phố ngân hàng nè. Đây. Tới xe Mercedes dưới đây nữa nè. Xe quá lớn. Ngay chỗ mà Lotte, ngay chỗ mua gà thằng Tin là mình cũng có thể quẹo về được luôn, để về nhà được luôn, để mình ra đường ngay chỗ Hoàng Quốc Việt. Nói mày ơi. Ừ, có mua gà cho Tin rồi. Nói mày ơi. Nè, tại chỗ gì chơi cái Tin? Tại chỗ gì chơi kìa. Ngày dữ cái thị đó có toilet nhỏ nhỏ của con á, toilet nhỏ nhỏ của tiệm phái á, đi tối nhỉ to. Ừ đúng rồi. Rồi tới đây thì chúng ta có thể lên cầu. Ừ, triển lãm luôn nè, tới đây nè. À, hoặc là quẹo phải cũng được luôn. Nói chung là khúc này, nhưng mà họ nếu không biết đường đi thì mình thôi. Ôi. Họ không biết khoái không? Ủa sao không hiểu lấy? Nếu mà đi xe thì chúng ta đi vòng đường ngay chỗ dưới chân cầu nè, đi xe máy nè. Tới đây là vòng đây nè. Còn mình ô tô mình lên thì mình quẹo phải mình hợp. Sợ nước ngập. Mình thấy nước ngập dữ quá. Này là mình đang đi song song luôn á. Nếu mà xe máy thì đi cái đường thẳng đó là luôn rồi. Đó có cái đường này, có cái đường ngay chân cầu nè. Đây là qua Nguyễn Hạp luôn.
vào vô cho nhập làng với xe xe máy nè. Mày quên khúc này nha. Đó mà hôm anh chở tiền tiền này luôn nè. Vô làng tốt chậm á. Đây tao quẹo nguyên hập đi luôn cho rồi chứ đi chi rồi. Con nữ hập đi nè. Là tới về tới đầu chí rồi. Rồi vô. Quẹo. Phải vô. Đó. Sắp tới nhà mình rồi đó. Tới đầu chí là tới nhà. Các bạn lại vô rồi. À, các bạn lại vô. Bạn lại vô đây chứ. Các bạn lại vô là bạn tới nhà. À, đúng rồi. Đang chỉ đường cho mọi người đi nè. Đó, mọi người hợp nè. Go nè, tới siêu thị go lớn rồi nè. Không có nhà gì đây nè. Ừ, gắn xíu nữa đi. Tới chân cầu ngay Nguyễn Quỳnh Tấn Phát rồi nè. Tới rồi đó. Điền này chúng ta điền bự cho dễ. Điền kia khó chỉ hơn. Kè bà tóc xanh nha. Mua 2 tầng 1, mua 2 tầng 1. Kê 1 ký. Kê 1 ký mua 2 tầng 1. Ừ. Thì chúng ta nếu mà đi thẳng luôn thì chúng ta về đầu chí giống Bình Thường cũng được. Còn không thì nhà lâu quá vậy. Rồi nè, quẹo đây về nè. Rồi chúng ta quẹo phải, chúng ta đi đường Gò Môi Phú Thuận gì cũng được ha. Đây quẹo phải hướng xuống Nhà Bè nè. À, thường là mình hay đi đường thẳng xong cái mình đâm qua luôn. Rồi mình đi đường quẹo phải đi. Ủa sao ta đi vòng dữ vậy? Không loạn khúc này luôn. Thì tình hình là 17 nước nhảy khỏi bờ. Nên còn những mấy cái đường thành phố là đi nó đông mà nó bị nước ngập.
đi đường quốc lộ 50 mà ngập. Rồi mình tấn phá tới ra nâng đường đã rồi đó, ít bị ngập rồi đó. Xíu nữa, ngắn xíu nữa. Xe đông quá kìa, thấy không? Hôm nay bắt đầu là bớt rồi nè. Hôm nay người ta ngã tư rồi. Thấy cái ATM này gần tới rồi. Thôi, nước con hẻm ngập. Chạy rồi. Ôi. Về đường bên kia thì hơi đông xe container hơn nhưng mà đã kẹt xe. Gan tí quẹo đây là xong rồi tin. Không muốn ăn mà ơi. Quẹo đây cái tới rồi, quẹo Phú Thuận cái tới à. Đây bạch hoa sành. Ui. Gì xe của Lan của người ta không? Để lấn vô không làm cái kia có đóng không trời. Tuốt bên đây luôn, lạng quá luôn. Ôi sao nước chứ ta. Nãy em nói rồi mà tự nhiên thấy em thấy người ở đây mà giật mình. Mẹ ơi. Ủa. Cái gà này không? Thấy không đúng không? Ừ. Thì rồi đó đó. Thì đó đó giờ luôn với nha. Nhảy khỏi bờ.
xe che bắn nước à. Xe máy che bắn nước à. Giờ đã tính là đỡ ngập rồi ha. Cái gì đỡ ngập rồi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.